Hello, chào mọi người. Hôm nay chiều nay tôi có mặt tại xã Đắk Long, thác Đắk Băng. Cái xã này là thuộc về biên giới, giáp biên giới Việt Nam Lào, để thăm thác Đắk Băng, như tiếng rẻ gọi là Tôm Piêu. Mời các bạn ở ngoài nha, phía sau cái thác kia. Đó, phía sau cái thác. Mời các bạn ở ngoài nha. Sau thác. Ở nơi này là bà con từ các nơi họ tới thăm họ, đưa cả gia đình đó họ tới thăm, rất đông. Cái giờ này là giờ hiện tại bây giờ đã tầm 3 giờ mấy, gần 4 giờ rồi. Khách cũng về lần, một số khách đang còn ăn nhỏ ở đây, còn chở con cái, người nhà vui xuân 2024. Ở đây nơi này như thế nào? Hy vọng nếu mà có cái nhà đầu tư họ đầu tư vào đây thì có được vườn luôn. Người con cái họ tới nơi để họ tìm hiểu về vẻ đẹp của thiên nhiên tăng tạo. Phía dưới là cổ suối còn đá, và phía trên là có một thác đẹp chưa? Ôi trời, quá tuyệt vời. Cầu khí, nó dùng cái qua cầu khí này. Quá sao? Play eye. Come on, play eye. Nắm con cái, người nhà, vui xuân. Chào khán giả đi, Nếu cháu muốn xem mà để chú đưa lên kênh YouTube là kênh của chú thì là Tây Nguyên Xanh TV87. Lên đó sẽ gặp mà các cháu tại kênh. Chú! Yo, ê, thấy con đấy chưa? Ôi giời ơi, đẹp mè. Đẹp hè. Trời với em. Kê. Ôi, nhìn lên. Này đẹp quá. Thôi, mấy cháu nhà vui nha. Mấy chú review thắt. Wow. Mình đang vui xuân sắp bay đẹp.
trai rồi, đẹp trai, đẹp trai quá. Hello, chào mình nhá. À, mấy cháu làm ở đâu? Mấy cháu làm ở đâu? Ở các chú. Không qua chú cũng lên cho chú. Được mà. Lên cửa khẩu xong rồi lên chỗ đàn các chú mà để trong chỗ phòng cảnh á. Chú làm gì mà đó xong rồi chú qua rồi qua các chú làm gì mà đó. À, này chiều này đang qua mình. Qua con cũng lên kia chơi mà. À, con lên con chú. Ra vừa qua. Đi năm mới chú sức khỏe nhá. À, cảm ơn nha. Anh em đã xuống lên là em từ đất xuống mình học hồi lên chơi từ con chơi mình yêu phải không chơi mình yêu con ha đó là sao vậy thì còn thanh niên mà ờ tốt không thấy mặt kìa. Hello, hello. 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 Dễ thương chưa? Ôi trời ơi. Quá. Nhưng kỹ anh nha. Thì ăn trái cây kìa. Rồi. Ăn trái nào? Ăn trái nào? Mấy tay nào? Mấy tay nào? À. Đẹp trai, đẹp trai. Con đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Ơi, ơi cảm ơn nha, cảm ơn nhiều nha. Chúc mừng cái năm mới nha. Tôi đang ở phía trong cái thác. Đá này cũng ngon. Wow.
dưa nặng quá. À, dưa là mấy cái kia nó nấu ăn cá nước. À, mình ở bên trong cái này là hình dung như mình đang ngồi trên máy bay á. Còn quanh cái chỗ của này là rất rộng. Chỗ nào này quanh kia luôn. Rừng sinh thái của huyện Đắk Lây, thuộc huyện Đắk Lây, xã Đắk Long, tỉnh Kon Tum. Ở khu này nếu mà làm một cái làm cầu treo thôi, nếu mà chặn nước như kia thì thành thử là không có cái một cái hang, không có cái hang vào trong cái hang. Để có cái hang như này là rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coi. Đó là vợ mình nha, vợ mình đi đi theo để quay phim. Có lúc thì vợ quay mình đóng vai, còn mình quay thì vợ đóng vai. Chưa có điều kiện để thuê người để quay. Bao nhiêu bạn chị vậy chưa? Bao nhiêu bạn này? Đây là toàn cảnh thác đất băng. Như tiếp thì không phải là không phiêu như hồi nãy và giới thiệu là giới thiệu cho bạn bè trong nước và ngoài nước. Ai tới bước chân tới huyện Đắk Lây mà chưa lên thác Đắk Long thì rất là tiếc, rất tiếc nhỉ. Video kết thúc ở đây, nếu bạn cảm thấy xem có thấy hay và có biết thì bạn hãy cho mình một like, có thể đăng ký kênh của mình, để có ký của một bên. Bạn chưa có nói về những video mới, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Wow, yeah, what's going on?